2 nhân 3 bằng mấy? Bằng 6. 6 cộng 6 bằng mấy? 12. 12 nhân 12 bằng mấy? 144. 144 cộng 441 bằng mấy? 585. 585 nhân 585 bằng mấy? 342.225. Chuyện kiều của ai? Nguyễn Du. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày nào? Hôm 2 tháng 9 năm 1945. Công thức tính vận tốc V bằng S trên T. Chiều dài bờ biển Việt Nam 3.260 km. Thiên tử là gì? Con trời. Hoàng tử là gì? Con vua. Sư tử là gì? Con vợ.